À, chúng ta sẽ lấy lại mật khẩu của root của mật khẩu của với chúng ta sẽ đầu tiên sẽ như sau. Ta sẽ tắt máy đã, index rồi, đơn giản lại bỏ đi cái bút lại này, cái bút này ta sẽ ấn e rồi. Ở đây ta sẽ rồi. À, bỏ qua đi. Thường đây sẽ gọi là init bằng bin bash. Đây một cách, nhưng mà có thể cách khác đặt là đây, dùng là rd break, rd.break và canonic xong. Đấy, vào chỗ này. Rồi. Ctrl D. Rồi, ta sẽ chờ thế nào. Đợi tí. Ô, đúng rồi. Lại nhé. Lại nhé. Em nào. Reboot thôi. Rồi, lại. Gì đấy? Lại một tạp này. Rõ ràng cái thời điểm break này không được này. D.break sẽ cắt quá trình boot lại, bởi vì trước khi hệ cái file system được mount lên, chúng ta sẽ ctrl xong. Mật khẩu có mật khẩu đúng không? Mật khẩu đây là sẽ code khẩu có hiểu không? Có bừa được lên đây, tức là nó không dừng được, nó cơ bản nó không dừng được thì dừng bin bát thôi. Rõ ràng là cái thằng này là không dừng được này, cái này dễ không đúng. Ta phải vào cái kiểu là in bin bash thôi, cái thằng ngân này nó sai rồi. Power off. Đâu nhỉ? Nó xong rồi. Thì ta chú ý thằng này chỗ này không đúng nhá, chỗ này vết vẩn này.
tải cho một cái khác. Để cái này không dùng cái chương trình cũ rồi, chương trình khác đó là init bin bat thôi. Rồi thầy ta có biết đây init bằng bin bash xong cần gì và nó vào luôn là cần. Còn bây giờ sẽ ls ls chiếu s i thì nó đây. Bây giờ chúng ta phải tiếp đó để mao vào luôn, để mao chữ o này, mao cái chiếc rốt cũng vậy. Ở đây không có chiếc rốt đúng không? Rs đây là không có chiếc rốt, chính vì thế cái này là bản cũ rồi. Phải vào cái mao mao chữ o remount phải read write chéo kẹp lặc được, thì nó sẽ password khẩu mới xong. Ta sẽ phải touch chấm auto relabel auto relabel xong, chúng ta sẽ access tại một cái us usr lib systemd systemd systemd. Rồi access đây không nhỉ, set ngoài rồi xong. Bây giờ nó tự động reverse lại này. Rồi. Và chúng ta có vào bút mới hoàn toàn ngon ngon lành luôn. Đây giống nhỏ thì reverse lắm nhanh đây. Tránh là hệ thống lớn, hệ thống lớn nó khủng khiếp luôn. Lúc nào cái hướng ra ngoài sắc đẹp luôn. Quạng này không được, có thể dùng một đứa cả bản Red 8 nhưng Red 9 là không được. Rồi bây giờ bình thường thôi, xong. Đây rồi.